Lư Thị. Lư Thị Trí Phước, vợ của Trình Quý Thanh ở Huy Châu. Quý Thanh vốn là một Phật tử tinh thông giáo lý và nhiệt tâm đối với những việc phước thiện. Lư Thị luôn giúp đỡ chồng. Thị ăn chay trường, mỗi ngày niệm Phật một muôn câu. Thị tánh hiền từ, thương yêu kẻ dưới, không bao giờ mắng tôi tớ. Năm Sùng Trinh thứ năm, có bệnh nặng, Thị thỉnh cổ đức Pháp Sư truyền của giới và bạch hỏi yếu lý tịnh độ. Sau khi được Pháp Sư giảng giải, Thị nhất tâm cầu về cực lạc thế giới. Ông Quý Thanh đặt hương án tại phòng bệnh tụng kinh Hoa Nghiêm, đến phẩm nhập Pháp giới. Ông giảng 53 đoạn tham tri thức của Ngài Thiện Tài cho Thị nghe. Thị nghe đến đâu đều lãnh hội ý nghĩa đến đấy. Tụng kinh xong, ông Quý Thanh lại sách tấn. Trăm kiếp nghìn đời lại một phen này, gắng sức về tịnh độ chớ dụ dự. Thị bèn to tiếng niệm Phật cả ngày liền đêm luôn đến nửa tháng. Mẹ ruột và con gái đến thăm, Thị tạ lỗi mà xin lui ra và bảo: xin đừng làm động tâm tôi. Ngày mùng 8 tháng 11, Phật thấy hoa sen hiện ra trước mặt, trên không hóa Phật đưa tay. Thị mừng lắm, lật đật tắm gội, chắp tay xoay mặt về hướng Tây, niệm Phật liền miệng, rồi nằm nghiêng bên hữu mà từ trần, được 39 tuổi. Lúc đó đương đúng ngọ trưa, đến chiều rờ đỉnh đầu Thị, hơi nóng có thể hơ tai. Ngẫu Ích đại sư chép chuyện vãng sanh của Thị và có lời khen Thị là hạng anh dũng trong hàng nữ lưu tu tịnh độ. Bệnh nặng mà to tiếng niệm Phật luôn ngày đêm cả nửa tháng là đại tinh tấn. Mẹ và con vào thăm mà không đoái đến là dứt tình ái ân. Hoa sen cùng Phật hiện, dứt tường niệm Phật mà đi là quyết định được vãng sanh. Từ Thị. Từ Thị vợ của Lục Sinh ở Gia Định, chồng chết, Thụy chuyên tu tịnh nghiệp. Bao nhiêu giấy nợ có giấy tới nghìn lượng bạc, Thị đều đem đốt hết không đòi. Bao nhiêu tư trang, Thị đem làm các việc phước thiện tất cả. Sớm tối thì lễ Phật, niệm Phật và tụng kinh luôn 10 năm, không một ngày sót trễ. Một đêm nọ, Thị kêu người nhà đến mà bảo: thấy phương Tây tỏa ánh sáng đó không? Đã đến giờ tôi giảng sanh. Thị chắp tay to tiếng niệm Phật mà qua đời. Xả tiền của và tư trang là lìa tục nhiễm, giúp người bố thí là từ tâm. 10 năm tu hành không một ngày sót trễ là chuyên cần. Ôi người tu tịnh độ mà đủ ba điều trên, có thể gọi là hy hữu, mà cũng là những ưu điểm quyết chắc được giảng sanh vậy. Chuyện hai bà kéo chỉ. Mụ Phỉ, vợ của Trầm Xuân Giao ở Hồ Châu, quá chồng hồi còn trẻ. Mụ tự sống nuôi con với nghề kéo chỉ giải. Mụ ăn chay trường, nhà thờ tượng Phật Tam Thế với cốt Quan Thế Âm bằng đàn hương. Mỗi ngày Phỉ tụng Kinh Kim Cang một quyển, niệm Phật 1000 câu làm định khóa. Dù là lúc bận việc hay ốm đau, Phỉ cũng không để thiếu trễ. Năm Sùng Trinh thứ 11, bệnh thời dịch hoành hành, ông Trương Thế Mậu, rể của mụ, rước mụ về ở nhà mình. Mụ chỉ mang theo cốt Quan Thế Âm Bồ Tát. Mụ ở riêng trên một tầng lầu, mỗi ngày khóa tụng hồi hướng. Mụ đều nguyện khói hương bay đến chỗ Phật Tam Thế 3 năm như vậy. Một hôm bỗng có khói hương cuộn vòng quanh lầu của mụ cả 2 ngày đêm, rồi trên vách vôi trắng nổi lên tượng Phật Tam Thế trang nghiêm đẹp lạ. Tiếng đồn xa gần người đến chiêm lễ mỗi ngày mỗi đông. Có người lấy phấn sạch chà thử, hơi tượng càng nổi rõ, màu sắc càng bóng sáng hơn. Sau đó 4 năm, mụ bảo con rể đưa mụ về nhà cũ. Mụ rưới quét, thắp hương lễ Phật tụng kinh. Sáng ngày thứ 3, mụ tắm gội thay y phục rồi ngồi ngay thẳng niệm Phật. Đến đúng ngọ, mụ bỗng gọi to: Phật đã đến, xin từ biệt mọi người. Dứt lời, mụ niệm Phật vài tiếng mà mất, thọ 73 tuổi. Mụ Trần, người ở Trường Thục, làm nghề kéo chỉ giải. Mụ quy tín Phật Pháp, niệm Phật theo tiếng xe kéo chỉ luôn cả ngày không ngớt tiếng, 30 năm như vậy. Một ngày nọ, mụ kêu người con trai lại mà nói rằng: con không thấy bảo cái Tràng Phan đó ư? Mẹ giảng sanh đây. Dứt lời, mụ vỗ tay cười lớn. Sau khi đi pha nước tắm gội xong, mụ liền chắp tay mà mất. Bấy giờ nhằm năm Thuận Trị thứ 10. Thượng thơ ông Thúc Ngân lúc đó còn hàng chi,
được tin đích thân đến xem, vẫn thấy mụ còn ngồi ngay thẳng vững vàng, khắp nhà mùi hương lạ ngào ngạt. Về sau, khi trữ tác bộ Tịnh Độ Ước Thuyết, Thượng Thơ ghi mấy việc ấy vào để làm bằng chứng. Lý Thị, mẹ của ông Lưu Đạo Long, năm 40 tuổi, thị ăn chay trường niệm Phật. Thị dọn một căn nhà sạch sẽ thờ Đức Quan Thế Âm, sớm tối lễ lại. Mỗi thời thị niệm Phật 1.000 câu, dầu lúc đại hàng hay đại thử cũng y số không thiếu. Thị khắc bản Kinh Kim Cang để ấn tống. Mỗi khi đến ngày sinh nhật, thị dặn dâu con không được bày tiệc, chỉ nên cùng nhau lễ sám 1 ngày hay 3 ngày. 25 năm sau, mụ thỉnh chư sư tăng đến nhà tụng kinh 7 ngày đêm. Thị mơ thấy Đức Quan Thế Âm trao cho thị một sâu chuỗi và bảo: cho ngươi sâu chuỗi này, số hột chuỗi là thời hạn ngươi được giảng sanh. Thị tiếp lấy sâu chuỗi đếm được 53 hột. Qua năm, sau ngày mùng 3 tháng 5, thị kêu người nhà mà bảo: hôm nay tôi về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nên đồng thanh niệm Phật trợ tôi giảng sanh. Bọn con dâu ngồi trên giường của thị mà niệm Phật. Thị ngồi ngay thẳng trên giường, xoay mặt về hướng Tây mà qua đời. Ba bà hiện sự lạ. Trường Thị, một mụ quá ở Thường Thục, ăn bần thủ tiết, chuyên trì hồng danh của Phật, không luận nơi nào và lúc nào, tiếng niệm Phật không hở. Một ngày nọ thị đau kiết rồi chết, để lại một cái quần cũ rách hôi dơ lắm. Người ta đem quần ấy quăng dưới sông. Thoạt nhiên từ nơi chiếc quần dơ ấy, nhiều hoa sen nổi lên 5 màu sáng rỡ, trôi bập bèo đầy cả mặt sông. Một cái sự lạ ấy, mọi người đều chắp tay kính lễ, rồi vớ cái quần rách ấy lên giặt sạch, đưa vào am trong làng để làm quần bàn trên điện Phật. Bây giờ là năm Thuận Trị nhà Thanh. Lục Thị, người Thường Thục, năm 20 tuổi quá chồng. Thị ăn chay trường, giữ giới niệm Phật, tánh nhã nhặn, không bao giờ thị tranh cãi với ai. Năm 67 tuổi, thời chết, khi thiêu quần áo của thị, lửa đã tắt. Bỗng thấy ánh sáng màu vàng chiếu lên, trong tro hiện rõ hơn 20 tượng Phật. Cả làng đi đua nhau đến xem và đều cùng nhau thắp hương lễ bái. Bấy giờ là năm Khang Hy thứ 3. Từ Thái Nghi, mẹ của Từ Hạo Hiên ở Tiền Đường, bà thờ Phật rất thành kính, mỗi ngày niệm A Di Đà Phật. Bà họa tượng Phật, chung quanh tượng chấm vài nghìn vòng tròn để ghi số niệm. Mỗi khi niệm xong một bức, bà xếp lại đựng trong túi vải vàng. Năm Khương Hy thứ 34, bà từ trần. Ngày bà mất, người nhà đem túi vải vàng ấy đốt trong chậu. Bỗng nghe trong chậu có tiếng nổ, mọi người bu lại xem, thấy có ánh sáng ngũ sắc chiếu lên, lan ra thành màu nâu. Trên màu nâu ấy hiện đền đài có lan can bao quanh. Trong đền hiện dài 10 đóa hoa sen. Trên mỗi đóa hoa sen đều có một Đức Phật ngồi kiết già chắp tay. Hai bên Phật có chư thiên đứng hầu, mỗi mỗi hình tượng như bức họa màu phấn trắng. Ai được một kích cũng chép miệng, cho là sự lạ trong đời. Qua ngày sau, khều tro lật phía dưới túi lên xem, thời mặt dưới hiện hình tượng giống hệt như mặt trên. Chỉ có sau lưng mỗi tượng Phật có hình một bà già cầm phất trần đứng hầu. Dương Thị, người Ngu Sơn, vì bên họ mẹ đời đời học Phật, nên thị quy kính Phật Pháp từ thuở còn bé. Sau khi về làm dâu nhà họ Trương, thị liền lễ sư Đức Chơn họ Tam Quy Ngũ Giới, rồi đoạn tuyệt ái dục. Năm 27 tuổi mang bệnh nặng, thị phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tỉnh tượng A Di Đà Phật về thờ, ngày đêm to tiếng niệm Phật. Đến ngày thứ 5, mùi hương chiên đàn thơm ngát cả nhà. Ngày thứ 7, thị thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bảo liên hoa chủng tử đã được nửa phần công, còn nửa phần chờ xem thủ đoạn của nhà ngươi. Thị chắp tay thưa: con phải làm thế nào? Bồ Tát bảo: thả tay mà đi. Thị liền trỗi dậy, ngồi kiết già, chắp tay cất tiếng niệm Phật mà cảm sanh. Giang Thị, kế thất của ông Nghiêm Nhuận ở Dư Hàng. Ông Nghiêm vốn là đệ tử của Vân Thê, thực hành pháp môn Tịnh Độ. Giang Thị từ khi về nhà họ Nghiêm tu trì rất sốt sắng. Khuya gà vừa gáy hiệp đầu,
thị đã dậy, quỳ trước bàn Phật niệm Phật 1000 câu, rồi tụng kinh niệm chú. Dẫu là nhà quyền quý, nhưng tất cả các việc đốt đèn thắp hương, cho đến nước rửa nước uống vân vân, thị đều tự tay làm lấy, không bao giờ sai biểu tôi tớ. Năm Khang Hy thứ 7, ngày mùng 6 tháng 3, sau khi đi thời khóa sáng sớm xong, nghe trong mình mỏi mệt, thị nằm tạm. Một lát sau thị bỗng to tiếng nói: Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã đến. Thị hối pha nước, tắm gội xong, lên giường nằm nghiêng bên hữu mà mất. Đến giờ liệm, nhan sắc của thay thị vẫn tươi nhuận, tay chân mềm chịu. Mẹ con đồng về cõi Phật. Mụ Chiếp 40 năm ăn chay trường quy y với Cổ Đàm Hòa Thượng, mỗi ngày lại Hoa Nghiêm Kinh, một chữ một lại được trọn 3 bộ. Năm 81 tuổi, mụ thấy thánh nhân hiện thân màu huỳnh kim, liền niệm Phật mà qua đời. Con gái của mụ Diếp là Lăng Thị, vợ của ông Trần Đình Dũng ở Ngô Quận. Năm 40 tuổi, cũng trường trai quy y Cổ Đàm Hòa Thượng, ngày đêm 6 thời thị hành đại bi sám, lại kinh Hoa Nghiêm được giáp 2 bộ. Tuổi già, thị chuyên tụng chú đại bi và niệm Phật cầu sanh cực lạc. Một hôm, thị nhuốm bệnh nhẹ, thấy Đức Quan Thế Âm hiện thân, thị kêu người con gái lại mà bảo rằng: Phật quang sáng cả nhà, mẹ về Tây Phương. Dứt lời, thị nhắm mắt, thọ 69 tuổi, bấy giờ nhằm năm Càn Long thứ 34. Người con gái của thị về làm dâu nhà họ Châu, cũng tu hành rất tinh tấn. Mỗi ngày cô tụng kinh Pháp Hoa, niệm A Di Đà Phật, người trong thân thuộc cảm hóa phát tâm tu hành rất đông. Bà Dư là thân mẫu của Chiêu Minh Hòa Thượng. Khi trụ trì chùa Cao Mân ở Dương Châu, Hòa Thượng rước bà về ở một ngôi nhà bên cạnh chùa. Lúc đầu bà nhớ nhà lắm, hễ nói chuyện với Hòa Thượng là nhắc đến việc nhà cửa sự sản thân thuộc. Hòa Thượng mới giảng giải các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã và khuyên bà nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Bà không làm theo, Hòa Thượng bèn ẩn mặt. Bà cho người mời Hòa Thượng cũng không đến. Bà không biết làm sao, phải gắng gượng niệm Phật. Nhưng bữa niệm bữa không, vì việc niệm Phật với bà là cả một sự khổ. 3 năm sau, niệm Phật ngày quen lần, bà tự phát tâm tin hướng thọ Bồ Tát giới, sớm tối lễ bái niệm Phật rất chuyên cần. Hòa Thượng đến thăm hỏi còn nhớ nhà không. Bà đáp: Niệm Phật tốt lắm, tôi không còn nhớ nhà nữa. Một hôm, bà đương ngồi trước sân niệm Phật, phương Tây bỗng tỏa ánh sáng, tất cả nhà vách rừng cây đều ẩn mất. Bà thấy thấu đến cực lạc thế giới, mừng quá, bà đứng dậy đi thẳng qua, thoạt không còn thấy nữa. Từ đó trở đi, 6 căn của bà tịch tịnh, trong tất cả thời không sanh vọng niệm, chỉ một câu Phật tiếp tục nơi tâm. Ít lâu sau, một đêm nọ, bà nằm mơ thấy mình đến một nhà lá, trong ấy có đàn bà đang chuyển bụng. Bà giật mình nói: Sao tôi lại đến chỗ này? Vào thai ra thai và sanh tử khổ, thật đáng ghê đáng sợ. Tôi luôn mong mỏi được sanh về cực lạc thế giới kia mà. Bà vội vàng chạy ra khỏi nhà ấy, rồi vụt giòn thức dậy. Sáng hôm sau, bà nói với Chiêu Minh Hòa Thượng: Tuổi đời của tôi đã mãn, xin thỉnh chư sư tăng niệm Phật trợ tôi vãng sanh. Rồi giữa lúc chư tăng đồng thinh niệm Phật, bà ngồi ngay thẳng, vai mặt về hướng Tây mà tạ tế. Lúc đó nhằm năm Càn Long thứ 27. Mụ Dương người Hàng Châu, năm trên 50 tuổi, mụ bị bệnh phong, nằm cứng lưng. Ngày đêm rên rỉ, sư Lữ Đình từ Kinh Sư về Thiên Mục ghé nhà mụ. Con trai của mụ thỉnh sư vào nhà sau thăm mụ. Mụ sụt sùi nói với sư rằng: Bệnh khổ lắm, thầy có phương gì cứu tôi chăng? Sư nói: Có, nhưng sợ bà không chịu uống. Bà thưa: Nếu thiệt như vậy tôi xin uống. Sư bảo: Bà nghe kỹ đây, bệnh từ nơi thân mà sanh, thân từ các duyên giả hiệp mà có. Bà xả được thân thời bệnh tự mất. Bà hỏi: Làm sao xả được thân? Sư bảo:
bà đem cả thân buông bỏ, nhất tâm tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới, chuyên niệm A-di-đà Phật. Đức A-di-đà Phật là đấng đại y vương, chữa được bệnh khổ của tất cả chúng sanh. Chí thành niệm Phật thời Phật tự đến cứu bà. Mụ gạn: Thiệt Phật đến ư? Sư đáp: Đến, chỉ lo bà niệm Phật không chí thiết thôi. Sau khi sư đi, mụ liền niệm danh hiệu của Phật và tưởng nhớ Tây Phương Cực Lạc, mỗi ngày mỗi khẩn thiết hơn. 5 tháng sau, mụ nói với người con rằng: Đức A-di-đà Phật đã đến, 4 ngày sau nữa má sẽ về Cực Lạc. Con đón thỉnh đại sư Lữ Đình cho má tạ ơn. Lúc đó sư Lữ Đình đã về Thiên Mục rồi, đường xa không thể thỉnh được. Đến ngày thứ 4, thỉnh 10 vị tăng đến nhà trợ niệm. Mụ Dương từ trỗi dậy đoan tọa chắp tay niệm Phật mà mất. Bấy giờ là năm Càn Long thứ 36.